Xin chào mọi người, và đặc biệt là những người anh, người chị, người bạn tuổi Mậu, tuổi Ngọ, trong đó có người Mậu Ngọ. Thì đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch, tức là tháng Hợi của năm Hợi 2019, gọi là tháng 10 âm lịch của năm nay là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi, cho nên là có nhiều điều không tốt đẹp đối với tuổi Hợi thôi, chứ còn riêng về những người tuổi Ngọ thì đa phần là tốt đẹp. Có thể nói là tháng 10 là tháng khá là ngon lành đối với tất cả các người tuổi Ngọ, chứ không phải riêng gì Mậu Ngọ hay là Bính Ngọ. Đặc biệt là tuổi Ngọ mà có nhiều thuận lợi nhất ở trong cái tháng 10 âm lịch này, có thể nói tới người Canh Ngọ, để xem coi là tháng 10 nó tốt tới cả nào. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ ứng dụng được cái thông tin mình chia sẻ để mà có được cái tháng 10, những tháng cận kề cuối năm, có được chút tài lộc để mà ăn Tết. Chứ thật sự ra mà nói thì đầu năm tới giờ thì tất cả những người tuổi Ngọ thì không phải là năm xung, nhưng mà làm ăn nó cũng không có dư quá bây giờ tài lộc. Đầu tiên hết thì mình sẽ phải xét đến người Giáp Ngọ, sinh năm 1954, với mệnh Sa Trung Kim, tức là vàng ở trong đất. Thì người mệnh Kim thì sẽ không tốt đẹp ở trong những cái tháng hỏa, đặc biệt là những cái tháng hỏa của năm Kỷ Hợi 2019 này, về mặt sức khỏe. Vì sao? Hỏa nó sẽ khắc Kim, hỏa của tháng sẽ khắc Kim, thì vì tháng Ất Hợi tháng hỏa mà khắc Kim, cho nên là mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận nhiều việc xấu, đề phòng những cái việc tai nạn phạm thân, có thể xảy ra những cái điều không tốt đẹp đối với bổn mạng và sức khỏe của mình. Các anh, các chị, có nói là các bác tuổi Giáp Ngọ cẩn thận. Thiên can thì Giáp Ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, tức là Giáp Ất thì nó cùng đều là hành mộc hết, nạp âm cũng hành cũng đều là mộc hết, cho nên có thể nói là công việc của cái người mà Giáp Ngọ ở trong cái tháng này không có gì là xung khắc, không có gì là quá khó khăn, cho nên đó là một cái tín hiệu tích cực. Về phần địa chi thì Ngọ mà gặp Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, như vậy thì không có nhiều cái sự xào xáo không tốt đẹp ở trong cái gia đạo tình cảm của người Giáp Ngọ ở trong cái tháng 10 này. Như vậy đối với những người Giáp Ngọ thì của sinh năm 1954, trong tháng 10 này chỉ cần phải chú ý về bụng mạng và sức khỏe mình một chút xối, còn lại thì không có vấn đề gì. Công việc cũng ok, không có kiêng kỵ, và địa chi của gia đạo tình cảm thì cũng không có gì mà phải lo lắng. Điều đó là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với người Giáp Ngọ. Tiếp đến đó là người Bính Ngọ, sinh năm 1966, với cái mệnh là Thiên Hà Thủy. Thiên Hà Thủy tức là nước ở trên dòng sông ở trên trên trời. Thì nếu như vậy á, thì xét về trụ mạng là mạng thủy gặp tháng hỏa là bổn mạng khắc tháng, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Tuy nhiên và dù sao đi nữa là bổn mạng của các anh các chị Bính Ngọ khắc tháng, cho nên là cũng không có sợ là một cái chuyện mà phạm thân, nó chỉ bị suy yếu, nó chỉ bị trục trặc thôi, có thể là có chày xước hay là có bệnh hoạn gì đó thì nó cũng nhẹ nhàng, không có quá cái sự khó khăn. Khi mà cái việc mà mình bị tư khắc bổ mạng như thế này thì cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ không được hưởng lợi, vì thế nó sẽ không có tương trợ nhiều cho cái việc tài lộc của mình. Tuy nhiên để xem coi thử là về thiên can cái trụ mà nói nhiều về tài lộc và danh lộc thì nó sẽ ra như thế này. Với cái chữ Bính với chữ Ất thì là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên cái nạp âm ngũ hành của Giáp Ất là mộc, Bính Đinh là hỏa, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành ở đây là tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên là có thể nói là có tài lộc nhưng không quá lớn. Các chị nghe cũng hấp dẫn nha. Dù gì đi nữa nó cũng sinh ra tài lộc, đó là một cái tín hiệu rất là tích cực. Ok, địa chi thì cũng giống như Giáp Ngọ, với Ngọ Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm cũng không có gì buồn phiền. Đặc biệt là với các anh người Bính Ngọ thì
cái tháng này dễ sinh tình cảm tốt đẹp, chứ không có phải là đem đến buồn phiền gì đâu. Cho nên là ok. Tóm lại, người Bính Ngọ sinh năm 1966, nam hay nữ mạng thì đều có sự tốt đẹp ở trong công việc, tài lộc ở trong cái tháng 10, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi này. Tuy nhiên là có một chút xíu vướng vướng ở cái chỗ bổn mạng và sức khỏe, cho nên là các anh các chị nhớ để ý một tí xíu, đừng có làm cái gì mà có nguy hiểm tới bổn mạng của mình, nó sẽ không tốt đẹp vậy ha. Rồi tiếp đến đó là người Mậu Ngọ sinh năm 1978 với mệnh Thiên Thượng Hỏa. Đây là một trong những cái tuổi, tuy ở trong cái tháng 9 là tháng 9 mình đang trải qua, là đây là ngày 20 tháng 9 rồi, thì là được tam hợp dần Ngọ Tuất. Tuy nhiên là do là tháng 9 là tháng Giáp Tuất, chữ Giáp khắc giữa Mậu, cho nên là công việc tài lộc nó cứ gì gì đâu đâu á, tốn tiền mà nó gặp chuyện này chuyện kia nữa. Nghe thấy tháng tam hợp mà thấy chưa thấy hợp gì hết, thấy tiền nó đi ra không, không có công việc gì nó ổn thỏa cả. Thì qua tháng 10 này đối với người Mậu Ngọ thì cũng là tiếp tục là một tháng hỏa, cho nên là hỏa mệnh xét về mệnh thì hỏa đồng hạn bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, tốt đẹp ha. Điển hình là mình thấy tháng 9 mình cũng khỏe khoắn, không có bệnh hoạn gì. Tuy nhiên là tháng 10 tiếp tục là tháng hỏa thì cũng hy vọng rằng sức khỏe của mình có. Thiên can chứ Mậu và chữ Ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên có thể nói là công việc sẽ tốt đẹp hơn tháng 9 nhiều. Tháng 9 là bị tương khắc, rất là khó chịu ở trong công việc. Tháng 10 này công việc tốt, thậm chí là có tài lộc. Địa chi thì cũng giống như những cái tuổi Ngọ khác, với Ngọ Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Gia đạo tình cảm vì thế cũng không có nhiều buồn phiền và thậm chí là tốt đẹp. Tháng 9 là tháng Giáp Tuất, là mình đang hôm nay là hôm mấy nè, thì là tình cảm gia đạo không có nhiều xào xáo, không có nhiều biến đổi khó chịu, thì hy vọng rằng với tháng 10 cũng không có tương khắc, không có xung khắc gì về phần địa chi, thì tiếp tục là một tháng tình cảm gia đạo không quá buồn phiền, không quá đem đến cho nhất là những người nữ mạng cái sự mà xào xáo trong gia đạo ha. Người ta nói như mình đã nói ha, nam Giáp Dần là lận đận tình duyên, nữ Mậu Ngọ là trung chuyên vợ chồng. Cho nên là người nữ Mậu Ngọ mà thường là rất là khổ về mặt gia đạo tình cảm. Rồi hy vọng là không có xung khắc gì thì cũng đã đành cho mọi người ha. Như vậy thì Mậu Ngọ ngon lành hơn Giáp Ngọ, Bính Ngọ, vì bổn mạng không bị tương khắc, công việc cũng không bị xung khắc, địa chi cũng không bị xung khắc, cho nên là ngon lành. Tiếp đến đó là người Canh Ngọ sinh năm 1990. Mình có thể nói đây là cái tuổi Ngọ tốt nhất, được hưởng nhiều lợi lộc nhất trong tháng 10. Vì sao? Vì người Canh Ngọ mà mệnh lộ bàn thổ, thì lộ bàn thổ gặp tháng hỏa là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe. Mà khi bản mệnh được tương sinh thì mình nói nhiều ở những cái video trước rồi, thì lúc đó phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, và nó đem đến cái sự phát sáng của hai cái phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi hàng năm của mình, thì nó sẽ giúp phần nào khống chế cái phá và bại tinh, hoặc là phát huy cái tác dụng của nó lên tới mức tối đa. Đặc biệt chữ Canh với chữ Ất là ngũ hợp. Thiên can mà gặp ngũ hợp thì công việc dễ hanh thông, tài lộc dễ phát sinh. Đây là những cái tín hiệu vui vẻ tích cực cho người Canh Ngọ nha, chứ không phải đơn giản đâu nha. Rồi địa chi á, thì Ngọ Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau, cũng giống như là những cái phía trên, những tương ngọ khác. Ok, về mặt gia đạo tình cảm sẽ coi như là phần nào không phải lo lắng nữa. Hy vọng rằng với nhiều cái sự tốt đẹp như vậy ở trong cái tháng 10, thì người Canh Ngọ, các em là đang ở trong cái tuổi mà sung mãn về làm ăn, thì có được tài lộc để mà trang trải cuộc sống gia đạo của mình ở trong những ngày sắp đến, năm tết đến. Nói vậy cho thấy vô tháng 10 rồi cái quay qua quay lại là thấy tết, thì quay qua quay lại là thấy Noel, Noel xong tết tây xong cái tết. Người Việt Nam của mình thì thường chỉ làm đến tới tháng giữa tháng 12 thôi,
cho nên là thực sự ra là còn chỉ có 2,5 tháng nữa thôi, còn chỉ có 75 ngày nữa là coi như là xong rồi. À mình còn có, đúng rồi, 75 ngày nữa là coi như là Tết. Thế rõ ràng là rất là căng thẳng ha, với từ đầu năm giờ không có nhiều cái thuận lợi cho công việc. À, rồi tiếp đến đó là người Nhâm Ngọ sinh năm 2002 và sinh năm 1942. À, Nhâm Ngọ thì mệnh Dương Liễu Mộc, cho nên mạng là Mộc sinh Hỏa, tức là bản mệnh bị sinh sức, sức khỏe và bổn mạng có vẻ là bị suy yếu không tốt. À, các em 202 thì đang ở trong quá trình học hành để mà tiến tới cái năm tốt nghiệp, những cái mấu chốt trong cuộc đời. À, còn các bác lớn quá rồi thì không có còn hoạt động công việc, không có làm ăn nữa, có thể là ăn hưởng tuổi già, cho nên mình sẽ không xét nhiều về phần công việc mà xét nhiều về bổn mạng và sức khỏe. Với bổn mạng bị sinh xuất như thế này thì các bác nữ cũng sinh năm 1942, nếu các anh các chị nào có mẹ là tuổi Nhâm Ngọ thì nhớ cẩn thận, ở trong tháng này rất dễ có cái sự suy yếu về bụng, suy yếu về bổn mạng và sức khỏe, nhớ cẩn thận. Địa chi Ngọ Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có sinh hợp nhau. Như vậy thì các em mà 202 ha, không phải lo lắng về cái việc mà tình cảm với gia đạo cũng như là với bạn trai bạn gái của mình ở trong cái tháng này, nó sẽ không có nhiều xung khắc đâu, nó cũng sẽ tốt đẹp như tháng 9 tốt đẹp hơn, nhưng mà nó tháng 10 tháng này nó còn tốt đẹp hơn nữa. Đó là tín hiệu rất là vui đối với những người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 202 ha. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Hợi của năm Kỷ Hợi, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi. Có thể nói rằng tất cả những người tuổi Ngọ sẽ gặp được khá nhiều may mắn ở trong cái phần công việc và gia đạo của cái tháng 10 này. Tuy nhiên có một số tuổi thì phần sức khỏe có vẻ là không được ổn, đặc biệt là các anh các chị tuổi Giáp Ngọ và Bính Ngọ. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi của mình chia sẻ với mọi người sẽ giúp được mọi người tuổi Ngọ biết được cương nhu như thế nào trong công việc làm ăn cũng như sức khỏe của mình, để mà có một cái tháng 10 thành công mỹ mãn như tử vi viết lại. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ngọ khác biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể của mình hoặc là của người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.